Một buổi sáng quyết tâm tuyệt vời, dậy sớm để thành công thôi. Chồng người ta kìa, chồng mình giờ vẫn ngủ trương mắt lên. Buổi sáng tuyệt vời. Đừng buồn, áp lực tạo ra kim cương. Hãy ra khỏi giường và chạy bộ như người thành công nào. Chào buổi. Con trai à, phải rửa tay không đau bụng đấy. Ông bừng sữa đâu? Cầm cái này đánh cho một trận đi, tí tuổi đầu nói không nghe. Stop. Hãy dùng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Không dùng đòn roi như vậy. Ok ok, đi chạy thôi. Ừ. Em ơi, cho anh tiền một đôi chân mới. Không. Em quay lại đi, nó rách cả tơi rồi. Không. Bật luôn. Ê, một nhà hiệp chết từng nói, người thành công chỉ nên bật công tắc, không nên bật vợ. Ok, chạy. Ủa à, hãy mạnh mẽ như quay lật đật này, luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chắc chưa? Chắc. Đầu tiên hấp cách thủy phôi xà bông, sau đó trộn dung dịch với màu thực phẩm để sản phẩm thêm bắt mắt. Dùng dầu ô liu để bôi vào phía trong vỏ trứng. Cho bạn lật đật này vào để dạy cho đậu một bài học. Triết lý của thơ ông tướng, giờ nó ngã này có đứng dậy được không? Và điều quan trọng là phải chăm rửa tay thì mới lấy lại được con lật đật này mà chơi. Mọi người một chân, một chó đây.